Bài Sư-pa-đe khai giới cuộc tình có 63 bước chia làm 7 tổ hợp. Bây giờ chúng ta đi vào tổ hợp 1 nhé. Tổ hợp 1 có 9 bước, bắt đầu từ chân trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đi lại tổ hợp 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổ hợp 2 có 11 bước, bắt đầu từ chân phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đi lại tổ hợp 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tổ hợp 3 có 11 bước, bắt đầu từ chân trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đi lại tổ hợp 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tổ hợp 4 có 6 bước, bắt đầu từ chân phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đi lại tổ hợp 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tổ hợp 5 có 9 bước, bắt đầu từ chân phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đi lại tổ hợp 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổ hợp 6 có 12 bước, bắt đầu từ chân phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đi lại tổ hợp 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tổ hợp 7 là tổ hợp cuối cùng có 5 bước. Bắt đầu từ chân phải. 1, 2, 3, 4, 5. Đi lại tổ hợp 7. 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ mình đi lại từ đầu. Đi lại từ đầu cả 7 tổ hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Hết bài. Như vậy là các bạn cứ đi lặp lại như thế cho đến khi hết nha. Linh nhảy mẫu và Linh nhảy cùng hướng mình để phần mô tả nhé. Chúc các bạn luyện tập thành công. Bye bye.